Bạch Đại Đức cho con hỏi, khi mình suy tư về Pháp, suy diễn từ Pháp thì có xem là phóng dật hay không? Dạo gần đây vừa nghe Pháp vừa xem kinh và các luận giải nên trong đầu con suy nghĩ rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến cả lúc thiền. Tùy nhé. Nếu như mà mình đang có chủ ý suy tư về Pháp và mình suy tư về Pháp thì nó thuộc về câu Pháp Cú là vị tỳ kheo mến Pháp thường suy tư về Pháp sẽ không rời chánh Pháp. Tức là cái chuyện mình suy tư về Pháp đó nó là điều được Đức Thế Tôn khuyến khích ca ngợi. Còn khi mà mình đang hành thiền, tức là tâm mình cần sự định tĩnh mà nó cứ chạy theo cái này chạy theo cái kia, ngay cả việc chạy theo một vấn đề về Pháp thì nó đều được tính là phóng dật. Nhớ nha, cho nên cái này nó tùy trường hợp. Cho nên á, các bậc hiền trí như là Đức Thế Tôn hay là Ngài Xá Lợi Phất thì thường nó sẽ như thế này, là các ngài nhập vào thiền và sau khi xuất thiền một suy nghĩ khởi lên trong tâm của các vị ấy. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài xuất thiền thì một suy nghĩ khởi lên trong tâm của Ngài như là giáo pháp của chư Phật quá khứ tồn tại lâu dài hay không lâu dài và do đâu để có sự kiện đó. Đó, tức là khi cần định tâm là định tâm, mà khi cần suy tư về Pháp là suy tư về Pháp, nó không có sự lẫn lộn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.